Hello, gửi lời chào đến anh chị em mình nha. Trong clip này em không có mua bán gì nữa cho anh chị ơi. Mắc cỡ quá trời, mắc cỡ rồi không mua bán nữa. Chiều nay khách đông mà nhân viên ở tiệm có 7 bạn à. Mà khách vô tới 10 top. Nhân viên tiếp không kịp anh em cho nên thành thử ra là mắc cỡ quá, không mua bán nữa. Và trong clip này em sẽ thông báo với anh em ở Bến Tre thì anh em nào muốn về đội của em Thịnh để trải nghiệm bán ô tô, trải nghiệm cửa xe, trải nghiệm tiếp khách, được giao lưu gặp khách khó tính, được gặp khách dễ tính, khách dễ thương, rồi khách lọc sọc cũng có, rồi gặp những bạn nữ xinh đẹp cũng có, gặp những chú lớn tuổi dễ thương cũng có. Đó thì về đội em Thịnh phục vụ để bên em thì hiện tại thì bên em đang cần tuyển 5 bạn anh em. 5 bạn có hộ khẩu Bến Tre. 5 bạn nam hộ khẩu Bến Tre, tuổi từ 18 đến 25 tuổi. Đó, vào làm hồ sơ, giấy tờ, tư vấn bán hàng, rửa xe, chạy tới lui xe giặt. Nếu anh em nào mà có bằng lái thì sẽ lương cao hơn. Nếu mà có bằng lái thì lương mỗi tháng thì tầm chắc khoảng hơn 10 anh em ha. Còn không bằng lái thì không tới. Đó thì anh em nào mà có nhu cầu mà ở Bến Tre mà chưa việc làm thì anh em mình cứ tìm đến em Thịnh. Đó, nộp hồ sơ tại 119 Bình Thành, Bình Phú, Bến Tre, hoặc qua số 0564 71 7171. Cảm ơn anh chị em mình nha. Anh em nào đã xem tin rất là cảm ơn luôn.